Việc bố thí cho một người nghèo dưới dân lao động trung bình khiến họ sướng hơn dân lao động trung bình thì có công bằng không ạ? À? Vì ai cũng phải chịu khổ thân tâm và mà làm việc để có cơm ăn ngày 2-3 bữa. Mong sư giảng kỹ về việc bố thí sao cho công bằng và đúng pháp. Sư không rõ lắm cái câu hỏi của vị này. Thành ra là khi mà chúng ta hỏi á, chúng ta nên cố gắng nỗ lực đặt câu hỏi như thế nào đó để người khác có thể hiểu được là mình hỏi cái gì ha. Bây giờ bố thí cho một người nghèo dưới dân lao động trung bình khiến họ sướng hơn dân lao động trung bình. À rồi, rồi. Có nghĩa là nói chung là có một cái mức ha, giống như cái mức lao động trung bình, cái mức thu nhập trung bình đi. Bây giờ mình bố thí cho người nghèo hơn để họ sướng hơn cái người mà họ trung bình đó, thì bây giờ nó có công bằng hay không? Thì xin thưa với quý vị, cái công bằng là công bằng ở người thí chứ không phải công bằng ở người nhận. Nhớ giùm sư nhé. Cái sự mà mình gọi là công bằng ở đây là phải công bằng ở cái người cho chứ không phải là công bằng ở người nhận. Cái kiểu nói của quý vị á, nó giống như là cái kiểu của Pol Pot ở hồi xưa đó. Nó là cái kiểu mà bây giờ nó là người ở đô thị và cái người ở nông thôn thì nó không có công bằng với nhau, thành ra họ làm bằng cách là giống như là cái người người què với lại cái người hai chân á, là không công bằng, cho nên là cách tốt nhất là chặt hết chân mấy cái thằng mà hai giò hai chân để cho nó què hết thì là công bằng, cái kiểu vậy đó. Cho nên là Pol Pot đưa hết toàn bộ dân thành thị về nông thôn và sau đó là có cái cuộc thảm sát Khmer Đỏ, quý vị biết rồi. Cái kiểu của mình nó sư nói nó như vậy vậy quý vị có thể nói là hơi quá, nhưng mà quý vị nghĩ kỹ coi, tức là bây giờ mình thấy cái người mà nghèo á, họ được cái gì đó để họ sướng hơn mình thì mình không chịu, thì rồi mình đòi hỏi cái sự công bằng. Cho nên là sư nghĩ là cái này nó có cái vấn đề. Mà cái công bằng ở trong kinh tạng không phải nói về cái vụ đó. Công bằng ở trong kinh tạng á, ở trong kinh tạng là nhớ như thế này nè. Mình bố thí cho cái người mình thương bằng cái tâm như thế nào thì mình bố thí cho người mà mình không thương bằng cái tâm cũng như thế đó. Mình bố thí cho cái người thân của mình với cái tâm như thế nào thì mình bố thí cho người không phải người thân với cái tâm như thế đó. Thậm chí xa hơn nữa, mình bố thí cho cái người mà quyến thuộc của mình như thế nào thì mình bố thí cho kẻ thù cũng như thế đó. Đó chính là cái sự công bằng, tức là công bằng ở nơi tâm của mình. Dù cho đó là đối tượng nào đi chăng nữa thì cái tâm của mình vẫn không thay đổi, thì đó là công bằng. Nhưng mà cái sự công bằng đó phải đi kèm với trí tuệ. Trí tuệ ở đây là như thế này. Có người á, họ chỉ cần có 100.000 đồng thôi để họ giải quyết vấn đề của mình. Ví dụ như ngày hôm nay là tôi đi đường là không có chỗ đổ xăng nè, rồi vừa đói vừa khát đó. Thì đối với họ thì 100.000 là đã giải quyết được vấn đề. Nhưng có người đó thì họ cần 1 triệu để họ giải quyết vấn đề, mình không thể cào bằng được. Mình nói không, tôi bố thí là bằng nhau hết, cho nên là anh cần 1 triệu anh cũng chỉ được có 100.000 thôi, mà anh cần 100.000 thì anh được 100.000. Rồi tới hồi mà cái người mà chuẩn bị phá sản, họ cần 10 tỷ để họ vực dậy cái doanh nghiệp của họ và họ cứu sống được 1.200 công nhân, sẽ lấy ví dụ như vậy. Nhưng mà mình nói không, tôi bố thí là công bằng, cho nên là mỗi người chỉ được 1 triệu thôi, còn anh cần bao nhiêu là chuyện của anh, thì cái đó không phải là công bằng, cái đó là thiếu trí nha. Cái trí là mình biết người ta cần cái gì thì mình cho người ta cái đó, người ta cần bao nhiêu mình cho họ bấy nhiêu để vừa với cái nhu cầu của họ.
chứ không phải mình nói cái người mà đang cần chỉ cần một tô phở thôi mà mình vớt cho họ nguyên căn nhà thì nó hơi quá. Cho nên chúng ta cần phải hiểu cái công bằng ở đây là công bằng ở người thí chứ không phải công bằng ở người nhận nha, tức là công bằng ở người cho chứ không phải công bằng ở người nhận. Còn với người nhận thì đừng bao giờ nghĩ rằng xã hội bất công rồi mình có những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc mình đi đến những quyết định tiêu cực. Bởi vì trong kinh phân biệt cúng dường, Đức Thế Tôn nói có những người, tại sao ở thế gian có người giàu người nghèo đó, có người khỏe người bệnh, có người xấu người đẹp, là do chúng sanh đã tạo nghiệp khác nhau. Mình không thể lý luận là bây giờ tôi làm cũng cực khổ để tôi nuôi thân của tôi, anh cũng làm để anh nuôi thân của anh, nhưng mà mắc cái mớ gì tôi phải làm cực hơn anh mà tôi sống không bằng anh. Nó không đúng. Tại vì nghiệp mỗi người khác nhau. Người ta làm ít hơn nhưng mà người ta có lòng bố thí. Đời trước người ta có bố thí cho nên đời nay cái phước bố thí chỗ người ta làm nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà người ta vẫn giàu. Còn khi mình keo kiệt, mình bỏng sẻn thì đời nay mình phải làm cực khổ hơn người ta, mình phải nỗ lực nhiều hơn người ta mà mình kiếm tiền ít hơn người ta. Cho nên là mình không nên có cái lòng ganh tị như thế, mà mình nên có sự hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Thì đó là cái lời khuyên của sư. À, không biết là Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái việc mà thế nào mà gọi là công bằng, nghĩa là cái khái niệm gọi là công bằng theo đúng trong tinh thần Tam Tạng Pali là Phật dạy á, thì Đại Đức Hạnh Tuệ có giảng rõ cho quý vị đó. Không, sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm đó. Có nghĩa là cái tinh thần đó, gọi đúng nghĩa là cái tinh thần mà bố thí gọi là công bằng, mới có đó mà gọi là đúng theo lời Phật dạy đó. Chứ không phải là cái hình thức bên ngoài thôi quý vị. Tại vì dựa vào hình thức bên ngoài để mình đánh giá cái người này là khổ, người kia khổ hơn á, đó. Đó, dưới cặp mắt của thế gian á thì mình dễ rơi vào cực đoan, mà Đức Hạnh Tuệ có đưa ví dụ cho quý vị đó, nó rất là nguy hiểm đó. Thì ở đây quý vị hỏi á, là giảng, nghe giảng cho việc bố thí làm sao công bằng và đúng chánh pháp. Thưa quý vị, nếu mà nói đúng công bằng và đúng chánh pháp thì Đức Phật ngài có dạy trong kinh phân biệt cúng dường. Thưa quý vị, thì ngài có nói là một cái người mà cho là bố thí hay cúng dường mà có trở thành cao thượng không, thì có 5 yếu tố sau đây. Thứ nhất là cái người thí chủ á, là người thí đó, là phải có giới đức, có giới đức mà ít nhất á, phải giữ được ngũ giới. Cái thứ hai á, là vật thí á, thì phải học theo lẽ đạo hay học theo pháp, học theo là Phật dạy đó, có nghĩa là tức là học theo chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái yếu tố thứ ba là thí chủ phải có một nội tâm không có cấu uế và hoan hỷ trước và trong sau khi cúng dường, không bị ô nhiễm bởi tham hoặc sân, không mong đợi được đáp trả từ người thọ nhận. Yếu tố thứ tư á, là thí chủ phải có đức tin đầy đủ nơi quy luật của nghiệp và quả của nghiệp. Và cái thứ năm là đối tượng thọ nhận phải là những người giới đức, một người có giữ giới. Đó là cái điều quan trọng, hay là tăng đoàn đó. Đây là cái nghĩa nhìn 5 cái yếu tố mà gọi là cúng dường theo đúng theo lời Phật dạy, cúng dường gọi là công bằng. Công bằng là cái gì, phải suy xét 5 yếu tố này. Đúng không? Còn nếu mình dựa vào những cái nhìn nhận của thế gian á, mình xem là thế này mới là công bằng, thế kia mới công bằng á, nó dễ là gọi là lệch lạc quý vị, sự hiểu biết lệch lạc. Bây giờ sư ví dụ cho quý vị điều này đây. Như quý vị nói là bố thí cái người mà dân lao động mà dưới mức trung bình á, thì quý vị cho rằng những cái người đó là họ khổ hơn những người kia. Nhưng mà rồi quý vị, nhưng mà sư ví dụ nha, sư ví gì đưa ra ví dụ thôi. Nhưng mà rồi á, nó có trường hợp như vậy nè, là những một số quý vị, một số đối tượng mà quý vị bố thí á, là quý vị cho rằng họ khổ, nhưng mà thật sự không phải họ khổ, đúng không? Mà là họ lười lao, có thể là họ do họ lười lao động, đúng không? Hay là họ lao động, có lao động
nhưng mà họ dùng cái tiền đó họ vô cờ bạc rượu chè đó. Rồi để họ khổ vậy đó, thì bạn nghĩ sao? Còn nếu mà thật sự đúng là họ khổ một sự cố gắng, đúng không? Nhưng mà nếu mà họ có sự giữ giới thì cái vấn đề bố thí đó đúng đối tượng như vậy thì nó vẫn cao thượng hơn đó. Vì phải suy nghĩ như vậy. Còn nếu mà quý vị suy nghĩ đi, cái người mà tầng lớp đó, họ cho là trên trên mức cái người mà trung bình đó, đúng không? Nhưng mà cái người này họ có tu tập, họ có giữ giới, họ có chánh kiến nữa. Quý vị sự suy nghĩ là bố việc cúng dường mà sư nãy sư nói 5 năm chi pháp đó, cúng dường cho cái đối tượng nào nó đem lại cái lợi ích và đem lại cái quả báo nó tốt hơn. Cho nên cuối cùng suy xét á, cuối cùng á, là cái yếu tố tâm quý vị á, 5 yếu tố đó mới quyết định được đâu là cái sự công bằng bố thí với lòng hào sảng với bàn tay mở rộng. Còn bố thí để hướng tới cái phước vô lậu chứ không phải phước hữu lậu, cái điều đó mới quan trọng, hợp chí chứ không phải lý trí. Còn nếu quý vị dựa vào cái cách nhìn nhận của thế gian thì đó là cái sự chủ quan phiến diện. Mà khi mà mình có sự chủ quan phiến diện như đó, cách nhìn lệch lạc như đó, mình dễ sai lầm, và cái việc bố thí mình nó không đem lại ý nghĩa gọi là cao thượng và đúng chánh pháp, giống như là trong cái câu hỏi này hỏi ở đây. Để xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, Đại Đức Huệ Tường vừa mới nhắc đến một cái chi tiết là cơ sở để chúng ta xếp hạng, sư tạm gọi là cái từ xếp hạng, nó không nằm ở cái chỗ giàu nghèo, mà cơ sở nằm ở cái giới hạnh của mỗi người. Cho dù mình có giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa đó, mà giới hạnh của mình ô nhiễm thì mình vẫn không có xứng đáng bằng cái người nghèo mà họ có được cái giới hạnh. Cho nên thay vì mình so với nhau là so tôi giàu hơn hoặc tôi nghèo hơn, thì nên so là tôi có giới hoặc hay là tôi không có giới. So cái đó mới là đáng so. Rồi so những cái chi tiết mà Đại Đức Huệ Tường vừa mới nói, tôi có đức tin hay là tôi không có đức tin. Rồi tôi tin vào nghiệp và quả của nghiệp hay là tôi tin vào cái điềm lành điềm dữ. Thì đó mới là những cái để mà đáng để so sánh. Rồi từ đó mới biết được ai là người xứng đáng, ai là người không xứng đáng. Chứ còn cái sự so sánh ở thế gian thì nó rất là nhiều những vấn đề. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.